한남대학교 한국어 교육원 원장을 맡고 있는 김홍진 교수입니다. 참석해주신 우리 기관 우리 현역기관 선생님들께 감사의 말씀을 드리고 그리고 많은 성원을 해주신 우리 참석해주신 학생 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다. 환영합니다. 저희 한남대학교에는 현재 지금 약 1,350여 명의 외국인 유학생들이 재학하고 있습니다. 그 중에 800여 명이 베트남 학생들로 구성되어 있습니다. 굉장히 많은 숫자입니다. 네, 안녕하세요. 한남대학교 오신 원장님과 팀장님, 다른 선생님들과 정말 만날 수 있으니까 정말 감사드립니다. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự được cùng với các bạn học sinh của trung tâm DJ đến tham dự buổi hội thảo của trường đại học Hàn Nam. 네, 한남대학교 유학 설명회 참석할 수 있는 기회를 주셔서 정말 정말 감사드립니다. Tôi hy vọng rằng trong tương lai thì sẽ có thật nhiều các bạn du học sinh của trung tâm DJ cũng như là du học sinh Việt Nam có thể đến và học tập tại trường đại học Hàn Nam. 네, 앞으로 DJ 유학원의 학생들이 한남대학교에 와서 공부할 수 있기를 바랍니다. 네, 오늘 한남대학교 유학설명회 성공하시기 바라고 학생들이 오늘 면접했던 학생들이 합격하기를 원합니다. Rất là vui được gặp em ngày hôm nay. Mình tên là Ngọc Anh, hiện tại đang đảm nhận hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Hàn Nam. Ngắn gọn một chút về trường Hàn Nam: Đại học Dân Lập số 1 tại Đê Trơn và Trung Chân. Rồi là một trường có rất là nhiều các chuyên ngành, là một trường đầy tình yêu, là một trường hỗ trợ hết mình cho các bạn học sinh. Đặc biệt đấy là trong việc làm như thế nào để giúp cho các bạn thích nghi được với môi trường học, tập và cũng như là sinh sống ở Hàn, thông qua việc hỗ trợ ban chấp hành, việc đồng hành hỗ trợ các bạn học sinh cùng với ban chấp hành sinh viên Việt Nam tại trường. Mùa hè năm 2024 của trường thì các bạn sẽ được nhận học bổng này ạ.